Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình tối nay 15 tháng 3 có những nội dung đáng chú ý. Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 54 bàn về nhiều nội dung quan trọng. Lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn, ma túy. Bà Rịa Vũng Tàu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu kinh tế năm 2021. Lao động nữ trên 35 tuổi dễ bị thất nghiệp và khó xin việc làm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc sáng nay 15 tháng 3. Phiên họp với nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa 14. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, phiên họp cho ý kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 14 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 và báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11. Tại phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14, Chủ tịch Quốc hội thông tin về kỳ họp tới, Quốc hội sẽ dành thời gian quan trọng để thực hiện công tác nhân sự, kiện toàn một số chức danh của nhà nước. Do đó, tại phiên họp lần này, công tác nhân sự cần được xem xét thận trọng, chặt chẽ. Các báo cáo công tác nhiệm kỳ đã được xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ban và các ủy ban của Quốc hội, các ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đoàn đại biểu Quốc hội, cũng như các cơ quan hữu quan, tiếp tục được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thảo luận để làm sâu sắc, toàn diện hơn tại phiên họp, đồng thời đưa ra những kiến nghị để chuyển giao cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có buổi làm việc với huyện Côn Đảo về tiến độ thực hiện dự án xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Cùng dự có đại diện các sở ngành có liên quan. Báo cáo tiến độ triển khai nhà máy xử lý rác Côn Đảo do liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Trường Phát và Công ty CPHT Giang Sang làm chủ đầu tư. Phía công ty cho rằng hiện nay dự án đang được thi công. Tuy nhiên, thời tiết vào mùa này sóng to gió lớn làm cho việc vận chuyển trang thiết bị, dây chuyền xử lý rác cùng máy móc chuyên dụng để thi công gặp nhiều khó khăn. Nhà máy xử lý rác Côn Đảo thi công chậm và đến thời điểm này thủ tục pháp lý để xây dựng nhà máy vẫn chưa hoàn thành. Báo cáo của liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Trường Phát và Công ty Cổ phần HT Giang Sang, chủ đầu tư dự án, tại cuộc họp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, nguyên nhân chính là do phải lập lại toàn bộ thủ tục theo quy định xây dựng nhà máy xử lý rác tạm thời. Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư cần nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục như đã hướng dẫn để gửi về Sở tổng hợp báo cáo về Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Trường Phát và Công ty Cổ phần HT Giang Sang nhanh chóng hoàn tất các thủ tục pháp lý, hồ sơ thiết kế gửi về Sở Xây dựng trước ngày 19 tháng 3 năm 2021. Trong quá trình thực hiện, Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên Môi trường giám sát về mặt kỹ thuật, chuyên môn. Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo giám sát về tiến độ dự án, đảm bảo nhà máy đi vào vận hành quý 2 năm 2021. Liên quan đến dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác Côn Đảo, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo, tại buổi họp do ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chấp thuận chủ trương cho Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo lập báo cáo chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác Côn Đảo, công suất xử lý 50 tấn một ngày. Trong danh mục báo cáo chủ trương đầu tư dự án có việc xây dựng đường rào, tường rào và mặt bằng nhà máy xử lý rác trên diện tích 1,92 hectare đất rừng. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị được chuyển mục đích sử dụng từ rừng đặc dụng tại vườn quốc gia Côn Đảo để triển khai dự án. Về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trên tinh thần thống nhất kiến nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh và hiện tại Bà Rịa Vũng Tàu đang hoàn thiện hồ sơ phần diện tích là 1,92 hectare để gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Dần cùng vốn triển khai dự án xây dựng đường rào, tường rào, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo do chưa tìm được nhà đầu tư nên Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo và các ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh chuyển nguồn vốn này sang dự án khác. Thưa quý vị, Ủy ban bầu cử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa có phiên họp lần thứ hai thống nhất một số nội dung bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh. Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh, chủ trì phiên họp. Đến thời điểm này, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã triển khai đầy đủ nội dung các công việc đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Ngày 14 tháng 3 năm 2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tiếp nhận 11 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, 94 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đơn vị bầu cử được ấn định gồm 2 đơn vị bầu cử để bầu 6 đại biểu Quốc hội, 11 đơn vị để bầu 52 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 66 đơn vị bầu cử cấp huyện để bầu 261 đại biểu và 559 đơn vị cấp xã để bầu 2.074 đại biểu. Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai sâu rộng, đúng tiến độ, định hướng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Đến nay, Ủy ban Bầu cử tỉnh chưa nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến bầu cử. Phiên họp thứ hai, Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng đã báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử từ sau phiên họp lần thứ nhất đến hết ngày 13 tháng 3 năm 2021. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch trong thời gian tới của các tiểu ban bầu cử tỉnh. Dự thảo quyết định điều chỉnh lại việc phân công phụ trách địa bàn trong quy chế làm việc của Ủy ban Bầu cử tỉnh. Tại phiên họp, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã xin ý kiến các thành viên Ủy ban Bầu cử một số nội dung gồm số lượng thùng phiếu bầu tại mỗi khu vực bỏ phiếu, chương trình phần mềm kiểm phiếu bầu cử, bao gồm đề xuất trang thiết bị, máy tính, trưng tập người bỏ phiếu, kế hoạch tập huấn chương trình kiểm phiếu, việc phân in ấn tài liệu liên quan đến bầu cử. Thưa quý vị, Diễn đàn Nghiên cứu Việt Nam-Nhật Bản về tăng cường hợp tác Việt Nam-Nhật Bản nhằm phát triển năng lượng bền vững ở tiểu vùng sông Mekong mở rộng giai đoạn hậu COVID-19 đã được tổ chức với sự phối hợp của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương và Trường Chính sách Công, Đại học Tokyo, Quỹ Quốc tế Toshiba. Tiểu vùng sông Mekong được đánh giá là tiểu vùng thành công nhất với tốc độ tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo nhanh. Tuy nhiên, khoảng cách phát triển trong khu vực vẫn còn rất rộng. Trong đó, vấn đề phát triển năng lượng bền vững trong khu vực còn tồn tại nhiều thách thức cần cân nhắc như phát triển bao trùm, vấn đề cung cầu tiêu dùng bền vững. Với ý tưởng thúc đẩy tương lai năng lượng bền vững trong khu vực, diễn đàn tăng cường hợp tác Việt Nam-Nhật Bản nhằm phát triển năng lượng bền vững ở tiểu vùng sông Mekong mở rộng giai đoạn hậu COVID-19, tập trung thảo luận những nội dung, đánh giá bối cảnh, tiến trình và triển vọng phát triển bền vững ở tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Những thách thức, cơ hội và chính sách cho ngành năng lượng nhằm đóng góp vào sự phát triển năng lượng trong khu vực. Trong số này, các đại biểu đề cập nhiều đến chính sách và hợp tác trong phát triển năng lượng của Việt Nam, đồng thời đưa ra các thông lệ và khuyến nghị chính sách phát triển năng lượng bền vững với các nước tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Đúng 0 giờ hôm nay 15 tháng 3, lực lượng cảnh sát giao thông trong cả nước đã đồng loạt ra quân xử phạt vi phạm về giao thông đường bộ, đặc biệt là các vi phạm về nồng độ cồn và chất ma túy, nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn. Kế hoạch được thực hiện kéo dài đến hết năm 2021. Ghi nhận đầu tiên ở thủ đô Hà Nội. 0 giờ đêm, tại chốt kiểm tra nồng độ cồn và ma túy trên cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẻ, Hà Nội. Việc kiểm tra nồng độ cồn và ma túy được thực hiện dưới sự phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông và các cán bộ của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Toàn bộ quá trình kiểm tra, test nhanh diễn ra trong khoảng 5 phút đồng hồ. Việc thực hiện các chốt như thế này theo kế hoạch số 90 của Bộ Công an về kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề. Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Hôm nay là đồng loạt ra quân để xử lý cái chuyên đề này và tập trung cao điểm ở những cái tuyến quốc lộ trọng điểm và những cao tốc cũng như là các cái tuyến mà trong khu vực đô thị, làm sao đó để đưa cái ý thức chấp hành pháp luật của người dân là mang tính chất một cách tự giác mà không phải là lúc nào cũng có lực lượng cảnh sát giao thông thì người dân mới chấp hành. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, kế hoạch xử lý vi phạm về nồng độ cồn và chất ma túy được thực hiện thường xuyên từ nay đến cuối năm 2021. Đối với tuyến đường đô thị, Cảnh sát Giao thông sẽ áp dụng phương thức tuần tra kiểm soát vừa công khai vừa kết hợp với hóa trang và sẽ thay đổi phương thức liên tục. Tất cả các trường hợp vi phạm nồng độ cồn và ma túy đều bị tước giấy phép lái xe theo đúng quy định. Đặc biệt là với những trường hợp vi phạm về ma túy, lực lượng chức năng có thông báo cho cơ quan chủ quản và nơi cư trú của người vi phạm để tiếp tục theo dõi, giáo dục, răn đe.
Chuyển sang những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng nhiều chỉ tiêu kinh tế của tỉnh vẫn đạt kế hoạch đề ra, đồng thời có sự tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ. Các địa phương cũng thực hiện nghiêm túc quy định phòng dịch COVID-19, nên nguy cơ xâm nhiễm dịch trong cộng đồng được ngăn chặn triệt để, từ đó giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh vẫn còn một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra. Do đó, tại cuộc họp thường kỳ tháng 2 năm 2021, trên cơ sở phân tích thực trạng nguyên nhân của những tồn tại hạn chế, lãnh đạo các sở ngành đã đề xuất nhiều giải pháp giúp tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra. Trong bối cảnh chịu tác động tiêu cực của tình hình dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên, 2 tháng đầu năm 2021, số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng cao, tăng 31% so cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 1.963 tỷ đồng. Có 29 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với số vốn tăng là 1.560 tỷ đồng, tăng 184% so cùng kỳ. Tỉnh cũng thu hút được 3 dự án FDI, tổng vốn đầu tư 15,6 triệu đô la Mỹ, 5 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư 1.395 tỷ đồng. Đặc biệt có 224 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Các doanh nghiệp đang hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh cũng khả quan. Một số mũi nhọn kinh tế của tỉnh cũng tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 8,3%, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 9,9%, kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tăng gần 19,7%. Tổng thu ngân sách 13.957 tỷ đồng, đạt 21,3% dự toán năm. Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh cũng gặp một số khó khăn liên quan đến triển khai dự án trọng điểm do chướng mắc về giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư, nên chỉ có 4 trên 56 dự án trong kế hoạch được khởi công xây dựng. Trong kế hoạch đầu tư công năm 21 đó, chúng ta có tới 193 cái dự án chuẩn bị đầu tư. Thì như vậy thì đề nghị là các cái chủ đầu tư là chúng ta cũng khẩn trương triển khai thực hiện về cái lập các cái hồ sơ để mà trình hội đồng thẩm định và trình ủy ban tỉnh và chúng ta còn trình hội đồng nhân dân nữa. Trước yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ giải tỏa di dời lồng bè nuôi thủy sản ngoài quy hoạch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cam kết sẽ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh trong tháng 3. Hiện nay là các địa phương là Phú Mỹ rồi Long Điền cũng đang xây dựng kế hoạch để mà trình, thì chúng tôi sẽ tổng hợp trong cái tháng 3 này để trình cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để cho làm cơ sở giúp cho các địa phương trong cái việc triển khai và thực hiện. Thì thành phố Vũng Tàu đã làm thí điểm trước đây hôm trước Tết, và cái việc qua cái việc thí điểm đó thì đã rút kinh nghiệm để cho các địa phương khác là đang tập trung vô triển khai. Tại cuộc họp thường kỳ tháng 2 năm 2021, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu phải tiếp tục cải cách hành chính, quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư công. Các sở ngành địa phương tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai. Đến tháng 2 rồi chúng ta chưa thấy khởi sắc cái này. Chúng ta có 18 cái khu công nghiệp. Tỷ lệ lấp đầy này 51%. Có một số khu công nghiệp là chưa vận hành. Một số thì lấp đầy, một số thì chưa vận hành, dẫn đến là cái tỷ lệ lấp đầy thấp. Nên cần có giải pháp để thúc đẩy cái công việc này. Và phải có cái xây dựng cái định hướng để làm sao đó, để chúng ta đỡ ít phụ thuộc vào cái mô hình đầu tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành quyết liệt vào cuộc với tinh thần bám sát từng nội dung công việc, xác định bằng được nhiệm vụ trọng tâm và đưa ra giải pháp tháo gỡ chính xác, hiệu quả nhất. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có rất nhiều lao động nữ từ 35 tuổi trở lên bị thất nghiệp do doanh nghiệp giải thể hoặc cơ cấu lại lao động. Đây là thách thức không chỉ đối với người lao động, nhất là lao động nữ, mà còn tạo áp lực cho thị trường lao động và chính sách an sinh xã hội. Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, năm 2020, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 19.100 lao động, trong đó hơn 56% là lao động nữ và chiếm hơn 22% là lao động nữ độ tuổi từ 35 tuổi trở lên. Phần lớn lao động nữ độ tuổi này bị mất việc làm là công nhân may, giày da, dệt, thiết kế thời trang, chế biến nông sản, thủy sản. Nhiều người lao động tuổi trung niên sau khi thất nghiệp rất khó tìm được công việc phù hợp,
bởi trong các thông báo tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp đều chỉ tuyển lao động từ 18 đến 35 tuổi, trong khi lao động nữ ở độ tuổi này vẫn là trụ cột chính trong gia đình, khiến cuộc sống nhiều lao động nữ rơi vào cảnh bế tắc. Bây giờ là cũng 50 tuổi rồi, khi mà công ty giải thể như thế này nó cũng sẽ là gây khó khăn cho rất là nhiều người lao động, kể cả trẻ tuổi hay là nhất những người lớn tuổi như bọn tôi này là sẽ rất là khó khăn. Bởi vì sao? Bây giờ các công ty tuyển cứ tuổi như này là không công ty nào được tuyển nữa. Đấy. Trong đó mình lại chưa đến cái tuổi để được hưởng các cái chế độ. Thành ra là nó khó khăn, bây giờ kiếm được làm khó. Mà bây giờ nếu cái tuổi mình vẫn đang còn lao động được, mình ngồi ở nhà thì thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc sống của mình nữa. Tôi cũng có xin qua bên siêu thị rồi, nhưng mà người ta không nhận ở lứa tuổi này. Người ta nói thì người ta chỉ nhận từ 18 tới 30 và công việc bán hàng thôi. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, các doanh nghiệp hiện nay vẫn khan hiếm lao động, nhưng hầu hết đều duy trì một nguyên tắc, không tuyển lao động quá tuổi 35. Vì cho rằng, lao động sau 35 tuổi, năng suất làm việc giảm, sức lao động nhạy bén, sáng tạo không cao. Đối với những đối tượng đó thì chúng tôi cũng có nhiều cái mà có thể giải quyết để chăm nối những lao động đó với cái thị trường lao động. Ví dụ như chúng tôi hiện nay đang triển khai những các cái loại dịch vụ như cái dịch vụ lao động và giúp việc nhà, hoặc lao động bán thời gian, hoặc lao động tại nhà, ví dụ như gia công, để có thể khắc phục để tận dụng tối đa cái nguồn nhân lực sẵn có tại địa phương. Bộ luật lao động mới có hiệu lực từ năm 2021 có những điều khoản quy định nghiêm cấm các hành vi phân biệt đối xử trong tuyển dụng lao động. Việc từ chối tuyển dụng người lao động tuổi trung niên là hành vi vi phạm pháp luật trong tuyển dụng lao động. Đây là quy định rất nhân văn của pháp luật nhằm tạo điều kiện cũng như cơ hội để người lao động lớn tuổi, nhất là người lao động không may thất nghiệp, có cơ hội tìm kiếm việc làm, đồng thời cũng giảm bớt gánh nặng cho xã hội do phải trợ cấp thất nghiệp từ ngân sách và quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, cùng với những chính sách hỗ trợ và quy định của pháp luật, thì về phía người lao động nói chung, nhất là lao động nữ, cũng cần chủ động trang bị những kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết để có thể tự xoay chuyển trong mọi hoàn cảnh. Thưa quý vị, để khắc phục tình trạng khan hiếm máu trầm trọng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức ngày hội hiến máu với thông điệp Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại năm 2021. Ngày hội hiến máu Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại năm 2021 có sự tham gia của hơn 250 cán bộ đoàn viên thanh niên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiếp nhận hơn 300 đơn vị máu, sẽ giúp nhiều người bệnh trong cơn nguy kịch được cứu sống và góp phần giảm bớt gánh nặng cho ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ở các bệnh viện bây giờ là đang thiếu máu, cho nên là mình cũng mong muốn là được đi hiến máu và để cho nó giảm tải cái việc thiếu máu ở bệnh viện đi. Hiện nay nhu cầu sử dụng máu trong điều trị, phẫu thuật tại các bệnh viện rất cao, trong khi lượng máu dự trữ luôn thiếu hụt. Tình trạng này đang khiến nhiều người bệnh đối mặt với nỗi lo chờ máu hoặc phải vận động người nhà tham gia hiến máu. Mỗi ngày, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương thường cung cấp 1.000 đến 1.200 đơn vị máu. Vì vậy, những hoạt động hiến máu như thế này rất quan trọng, giúp chia sẻ nỗi lo ngành y tế trong thời điểm thiếu máu hiện nay. Với cái điều kiện như chúng ta biết là để mà phòng chống dịch, thì chúng tôi sẽ phải chia nhỏ hơn các cái điểm máu mỗi một ngày, không phải là chỉ có 3 hay 5 điểm máu mà có thể là 10, có những thời điểm tới 15 cái điểm hiến máu trong một ngày, và các cơ quan đơn vị với mỗi một đơn vị khoảng 100-200. Nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động hiến máu, 100% người tham gia đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào hiến máu. Phần cuối thông tin thời sự trong tỉnh và trong nước, mời quý vị lắng động lại với câu chuyện về nghị lực và ý chí vượt lên nghịch cảnh. Trong cuộc sống, vượt lên được nghịch cảnh đã đáng trân trọng biết bao và càng trân trọng để phục hơn khi đó là những đứa trẻ. Thưa quý vị, tại xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có gia đình công nhân cao su vốn nghèo khó. Nhưng nghèo khó vẫn chưa phải là nghịch cảnh. Cho đến một ngày, hai trụ cột của gia đình, người cha, người mẹ đều lâm trọng bệnh rồi ra đi để lại bốn cô con gái vẫn đang ở độ tuổi cắp sách. Cuộc sống với bốn cô gái nhỏ bây giờ mới thật sự rơi vào dòng xoáy nghiệt ngã. Thế nhưng,
bằng ý chí nghị lực phi thường, bốn chị em vẫn vững vàng vượt qua xoáy cả, tiếp tục hành trình lớn khôn, trưởng thành như di nguyện của ba mẹ trước lúc lâm chung. Năm 2018, bốn chị em Tạ Thị Hiền Nhân, Tạ Thị Nhân Hòa, Tạ Thị Hồng Diệu, Tạ Thị Minh Thương ở xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mất cả cha lẫn mẹ, chỉ cách nhau vài tháng. Cha mẹ các em là công dân cao su, không may lâm trọng bệnh. Họ ra đi để lại bốn cô con gái đang tuổi cắp sách. Gia đình các em lâu nay vốn cơ cực, nhưng mất cả cha lẫn mẹ mới là niềm đau tận cùng. Lúc ba mẹ mất thì cũng hơi sốc, vậy lại là cũng buồn. Nhưng mà tại trước khi mất thì ba mẹ nói là trước khi mất thì mẹ chưa nói gì, nhưng mà sau có ba thì ba lại nói là nếu mà có gì thì cũng phải cố gắng học để mà con lo cho mẹ đứa em. Thì cũng cố gắng hết sức học, vậy lại là chăm em hết sức để đứa nào đi học ra trường có công ăn việc làm để sau này không có bị khổ. Khi cha mẹ mất, em Tạ Thị Hiền Nhân là chị cả, bấy giờ 18 tuổi, mới bước vào trường đại học Bà Rịa Vũng Tàu, học ngành quản trị marketing, tổ chức sự kiện. Nhân lập tức cảnh giác vai trò trụ cột, vừa đi phụ việc ở các nhà hàng, khách sạn, trang trải cuộc sống cho bản thân và các em, vừa quyết tâm không để gián đoạn việc học. Nói theo chị, không để việc học bị gián đoạn, ba cô em gái cũng luôn là học sinh chăm ngoan, học giỏi và lần lượt thi đậu vào đại học, cao đẳng. Tạ Thị Nhân Hòa nay học năm 2 ngành kiểm toán trường Đại học Sài Gòn. Vừa học, vừa nhận thêm việc chép tư liệu thuê, biên tập sách cho một số nhà xuất bản. Nguồn thu đáng kể của Nhân Hòa nữa là các suất học bổng của trường luôn được Hòa chiếm lĩnh hàng năm. Cô em Tạ Thị Hồng Diệu vừa nhập môn trường cao đẳng du lịch Bà Rịa Vũng Tàu cũng theo chị hai Hiền Nhân đi làm thêm vào mỗi buổi tối. Và cô em gái út Tạ Thị Minh Thương đang theo học lớp 9, một mình chăm sóc hương khói cho cha mẹ, chăm sóc nhà cửa và rất tự giác, nỗ lực học tập, duy trì thành tích học sinh giỏi nhiều năm liền. Ba chị đi học thì ở nhà em cũng buồn, mà vì hoàn cảnh như vậy thì em phải cố gắng học để đạt được ước mơ của em là làm hướng dẫn viên du lịch. Sự chăm ngoan, tinh thần hiếu học của bốn chị em mồ côi Hiền Nhân, Nhân Hòa, Hồng Diệu, Minh Thương được nhiều người ở Hòa Bình, Xuyên Mộc biết đến và lấy đó làm tấm gương. Chính quyền địa phương cũng thường xuyên quan tâm động viên, trợ cấp thường xuyên cho các em 500.000 đồng một tháng. Mấy cháu là những trường hợp mà rất ngoan, lo lắng cùng nhau, lo lắng để mà cùng tiến bộ. Thì riêng về phía ấp thì cũng mong rằng là các ban ngành đoàn thể ở trên cũng tạo điều kiện cho các cháu để trưởng thành, để mà trở thành những con người tốt trong xã hội. Hoàn cảnh tạo tính cách tạo số phận, hành trình vươn lên của các em dẫu chông gai nhưng chắc chắn sẽ thu quả ngọt. Đã vượt qua được sóng cả và hẳn sẽ còn có những cơn sóng lớn ở phía trước, nhưng những người thực hiện phóng sự này rất tin và rất mong các em thêm vững vàng, thêm mạnh mẽ, mong cộng đồng thêm rộng mở vòng tay đồng hành cùng các em. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 15 tháng 3, khu vực các tỉnh miền Đông Nam Bộ đang vào thời điểm cao điểm của nắng nóng do đang chịu ảnh hưởng mạnh của áp cao cận nhiệt đới trên cao. Khu vực tỉnh trong 2 ngày vừa qua cũng xuất hiện nắng nóng ở khu vực phía Bắc của tỉnh với mức nhiệt cao nhất từ 33 đến 35 độ, có lúc trên 35 độ. Ngày mai nền nhiệt có lúc giảm nhẹ, mức nhiệt cao nhất ở khu vực phía Bắc của tỉnh dao động từ 32 đến 34 độ. Các khu vực khác từ 31 đến 33 độ, mức nhiệt chỉ chạm ngưỡng nắng nóng, tuy nhiên cường độ nắng vẫn khá gay gắt. Về đêm và sáng sớm, thời tiết vẫn khá mát mẻ, mức nhiệt thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu trời ít mây, đêm nay trời không mưa, ngày mai trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3,
nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 71 đến 76%. Khu vực huyện Côn Đảo trời ít mây, đêm nay trời không mưa, ngày mai trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 75 đến 80%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, tầm nhìn xa trên 10 km. Trên biển gió đông bắc cấp 4, cấp 5, biển bình thường có lúc động nhẹ. Tại Vũng Tàu ngày 16 tháng 3 năm 2021, mực nước cao nhất 390 cm xuất hiện lúc 4 giờ 15 phút, thấp nhất 160 cm xuất hiện lúc 10 giờ 15 phút. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.